Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Thiếu gia thứ tội là tại ta nhiều chuyện, đứng lên đi, sau này có một số việc không lên hỏi thì đừng hỏi. Như cường giả long đạo cảnh bình thường cũng quá đủ đứng hàng trưởng lão hoặc là được thờ cúng ở trong gia tộc rồi, cũng là người có khả năng thừa kế gia tộc thứ nhất. Cao thủ thuộc hạ mạnh nhất của mình cũng chỉ có thiên truyền cảnh, mà thuộc hạ của hắn lại có đến 2 tên. Đường đường là Lý Ngự Phong lại bị người khác xem như là thương mà sử dụng, nhưng mình lại muốn mượn sức mạnh của hắn, thật sự là không vui chút nào. Hơm, không biết là Long Thiên Minh chuẩn bị đối phó với đám người Long Vũ Âm như thế nào, chúng ta đi thôi. Vâng. Mấy ngàn năm qua, Thiên Nguyên thần tộc vẫn luôn bị nhốt ở thế giới hoàng thổ này. Cầu sinh gian khó ở trên hoang nguyên vô tận, tổ tiên của Thiên Nguyên thần tộc khi trước từng là một cường giả ngang bằng với Thánh Đế, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị thua, bị Thánh Đế chấn áp ở trong hoang nguyên vô tận. Tất cả hậu duệ của hắn vĩnh viễn là bị phong ấn tại mảnh đất này. Phàm là người của Thiên Nguyên thần tộc muốn từng bước đi ra khỏi hoang nguyên vô tận này, nhất định bọn họ phải cúi đầu trở thành kẻ hầu hạ cho người khác. Đây là sự đối đãi vô cùng nhục nhã của Thánh Đế dành cho Thiên Nguyên thần tộc. Rất nhiều người của Thiên Nguyên thần tộc thà chết cũng không muốn bước ra ngoài hoang nguyên vô tận. Bây giờ Thiên Nguyên thần tộc từ một đại chủng tộc có hơn 10 triệu người, cuối cùng từ từ suy tàn đến mức chỉ còn lại có mấy triệu người. Ở đây không có bất kỳ tài nguyên nào, chỉ có một số ít người trong bọn họ đều đã trở thành lô bộc. Sau khi đổi lấy một số lượng linh thạch, đi ra ngoài mua chút lương thực nuôi sống tộc nhân. Nhưng mà, yếu nhất ở trong Thiên Nguyên thần tộc cũng là long đạo cảnh, giá cả ít nhất là 3 vạn linh thạch. Đúng là mạnh thật, nếu không cũng không sinh tồn ở đây được. Ta biết rồi. Thế ngươi đã nghe ngóng được gì? Có người không biết sao? Khế ước chủ tớ của Thiên Nguyên thần tộc vốn là do Thánh Đế thiết lập ra. Cường giả của Thiên Nguyên thần tộc không có cách nào phá bỏ được khế ước chủ tớ. Vì vậy, người bọn họ một khi trở thành tôi tớ, sẽ phải tuyệt đối phục tùng. Cho dù có để cho hắn chết, hắn cũng sẽ không có một chút nhăn mặt. Chính bởi vì điểm này, lô lệ của Thiên Nguyên thần tộc mới đặc biệt được xem trọng. Ốm yếu như vậy, đều là long đạo cảnh sao? Ở đây không có lương thực. Cho dù là một nô lệ cũng bán được 3 vạn linh thạch, nhưng lương thực vận chuyển từ các nơi cũng là giá cả trên trời. Tộc nhân của Thiên Nguyên thần tộc chỉ có thể miễn cưỡng đổi lấy một vài lương thực, đảm bảo ấm no mà thôi. Người đâu rồi? Đều là thương nhân. Ở gần đây có lẽ là có thương nhân làm ăn với Thiên Nguyên thần tộc. Bên kia đang ồn ào cái gì vậy? Đi góp láo nhiệt thôi. Điều kiện của các người chúng ta không thể nào đồng ý được. Chúng ta giao dịch nhiều lần như vậy, từ trước đến nay đều là dựa theo tu vi mà tính. Các người không bán vậy thì thôi, đi đi, đừng làm lãng phí thời gian của ta. Chúng ta là bộ lạc thiên kim của Thiên Nguyên thần tộc. Tộc nhân của chúng ta đều là những chiến sĩ xuất sắc nhất của Thiên Nguyên thần tộc. Những người này đều là những thiếu niên trẻ tuổi ưu tú nhất của Thiên Nguyên thần tộc chúng ta. Không thể nào dùng tu vi trước mắt để đoạt giá cả, định đoạt giá cả. Những Thiên Nguyên thần tộc này thật sự là rất đáng ghét. 3 vạn linh thạch một người, còn không hài lòng hay sao? Thật là. Nếu cứ theo thói quen dạng như vậy, về sau mua bán nô lệ của Thiên Nguyên thần tộc, giá cả chỉ e là sẽ đắt hơn. Ơi, đúng vậy. Dù sao lô lệ long đạo cảnh nhất trùng đều nhiều như vậy, không phải là ai cũng có thể tùy tiện lấy ra được 3 vạn linh thạch đâu. Từng là một dân tộc chiến đấu mạnh nhất của toàn bộ Long Khư giới vực, bây giờ lại rơi vào cảnh ngộ như vậy. Vì tiền bán thân của tộc nhân mình mà tranh đến mức đỏ mặt. Vinh quang vô thượng trước đây, đế quốc khổng lồ,
đến hôm nay lại suy tàn đến tận tình cảnh này. Bọn họ sớm đã không còn vinh quang ngày xưa nữa rồi. Thiên Nguyên thần tộc vì đối kháng với thánh đế mà phải chịu tai họa, bây giờ lại không có được sự tôn trọng của tộc nhân khác, chỉ đành thở dài một tiếng. Thánh đế phong tỏa thời không vô tận, muốn luyện hóa tất cả giới vực. Người ở bên trong Long Khư giới vực vẫn luôn mờ mịt vô chỉ, đấu đá lẫn nhau. Hai người thương nhân kia có lai lịch gì? Đó là người của thương hội Long Tức. Bọn hắn nắm trong tay hơn một nửa định mức giao dịch lô lệ. Nhìn thấy tên Trung Liên mặt ngựa kia chưa? Là phó hội trưởng của thương hội Long Tức, người của Thiên Nguyên thần tộc muốn cùng bọn hắn mặc cả, chuyện đó căn bản là không thể nào. Mấy thị trấn nhỏ nơi biên giới ở đây, người bình thường đều không muốn đắc tội với thương hội Long Tức. Vừa hay có cơ hội có thể mua bán cường giả của Thiên Nguyên thần tộc. Mấy thiếu niên Thiên Nguyên thần tộc kia đã là Long đạo cảnh nhất trùng, hơn nữa dáng vẻ thiên phú không tồi. Là Lâm hội trưởng, chúng ta chẳng qua là muốn có được một cái giá công bằng mà thôi. Mấy vị thiếu niên này đều là thiên tài của bộ lạc chúng ta. Nếu bộ lạc của chúng ta không rơi vào cảnh khó khăn này, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ trở thành nô lệ. Giá cả công bằng, chúng ta đều đã ra cái giá hợp lý nhất rồi. Nếu có người khác ra giá cao hơn chúng ta, người có thể bán cho bọn chúng, đúng vậy.